Thôi chào các bạn ha, trong video này mình xin so sánh hai cái loại đồng hồ Ampere kim. Đó là cái loại Anen DT3266L, hệ của hãng Anen ha. Rồi bên đây là loại của NGTI 3266TD. Đó. Thì hai này khác nhau như nào ha? Thì nhìn sơ sơ qua bạn cũng thấy rồi. Một cái trong rất là nhỏ, nó nhỏ hơn, nó hộp nhỏ hơn nè, một cái thì nó to hơn xíu đó. Đây còn rồi về những chức năng nữa thì hai cái này thì cái này thì nó sẽ có cái vòng này là màu xanh, này thì nó không có màu gì hết, nó màu đen trơn luôn ha. Cái này nút horn nó nằm ở trên đây đây đúng không nè, ở đây nè, còn nút horn của cái này nó nằm ở dưới đây đây, hòn đây đó. Thì cái TD này xịn hơn, cái này thì nó rẻ hơn nên nó giỡn hơn xíu á, hơi là hơi là giỡn, coi như là ta ít ít chức năng hơn. Thì bộ kèm theo của nó chỉ có một cái que đo thôi, bình thường thôi, que đo bình thường nha. Còn cái bên đây thì que đo xịn, que đo xịn hơn rất là nhiều, que đo đây đó, và một cái que đo nhiệt độ nữa, nó thêm chức năng đo nhiệt độ nữa nên nó mắc hơn. Thì cái Anen này á, cái 3266L này á, thì giá của nó khoảng 130, còn cái 3266TD này giá khoảng 250 ha. Thì hai này giá nó chênh lệch nhau 100.000, nó gần như là gấp đôi. Gấp đôi thì tất nhiên nó sẽ khác những người rất là nhiều thứ. Cái 3266TD này có chức năng là đo NCV, là chúng ta đo dò điện mà không cần phải đo á, cộng dây điện vui mà tao mình là cộng dây điện đi thì ta đưa gần sẽ kêu tít 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 à. Còn cái này thì không có nha, cái này không có chức năng đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái này có chức năng đo tụ, đo tụ ai à, chỉnh về đây đo tụ nè, họ có chức năng đo tụ. Thì cái này cũng không có đo tụ luôn, cái bên trái là cái L này là không có đo tụ nè, cái bên phải là có đo tụ nè đó. Cái bên phải này có đo tần số luôn, này không có đo tần số nè. Đó, gấp giá gấp đôi mà phải nhận chức năng hơn chứ đúng không? Này có đo tần số nè, này có đo nhiệt độ nữa nè. Đó, còn cái này không có. Cái này chỉ có đo đo được nhất á, là ampere xoay chiều. Thứ hai nó là volt xoay chiều. Thứ ba là volt một chiều. Thứ tư là đo ohm. Đó, đo được chỉ bốn cái đó thôi. Là đo ampere một chiều, ampere xoay chiều, volt, ohm. Đó, nếu chúng ta chỉ cần đo những thứ này thôi thì chúng ta mua cái loại giá 130 xài được rồi đúng không, đủ chức năng ta dùng rồi. Còn cái này thì giá gấp gấp đôi 250 thì sẽ đo được nhiều chức năng hơn. Thứ nhất là đo NCV, là đo điện, nam nói đo cộng dây điện nó đưa lại gần nó kêu á. Thứ hai là đo ampere xoay chiều, đó ampere xoay chiều và giống như cái này. Thứ ba là đo tần số và volt xoay chiều, volt xoay chiều thì cũng giống luôn. Cái này volt một chiều thì cũng giống luôn, cũng có volt một 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 chiều luôn đó. Dưới đây khác nè, đây là có đo tụ nè, nó đo diode nè, đo thông mạch nè, ba chức năng này mới nữa nè. Nó tụ diode thông mạch là đây bên đây không có, bên đây có tụ diode thông mạch. Ở đây có thêm nhiệt độ nữa, đo nhiệt độ nữa, có nhiều chức năng hơn rất là nhiều đúng không? Không phải nói gì nữa, giờ mình sẽ vô mình test luôn xem cái độ sai số của hai cái này như thế nào. Rồi đầu tiên mình sẽ thử chức năng đo NCV của cái này cho mọi người coi nha. Khi nói mọi người không biết là gạt qua NCV, chúng ta đưa lại gần nó sẽ kêu phải không? Đó thấy không? Chúng ta đưa xa ra thì nó sẽ kêu chậm lại, tại vì nó không có gần, không có kêu được. Để ta để xa luôn thì nó sẽ không kêu nữa, tại vì không có tín hiệu điện, nó không kêu nữa ha. Đó là chức năng NCV. Giờ đầu tiên mình sẽ đo volt xoay chiều, đo điện 220 cho mọi người coi hai cái này nó có khác nhau không nha. Điện 220 nha, chúng ta sẽ đưa hai cái que vô ta đo điện thôi. Đây ra là 227 ha, mình sẽ giữ 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 giá trị lại nha. Đây 227 đó, ta hon lại rồi ta lấy ra, nó vẫn giữ giá trị, đó là chức năng của nút hon. Thế đo bằng cái này coi cái lên nhiều nha. Đây 226 27 ok,
Nói chung là cũng như nhau các bạn nha. Hai cái này đo vôn theo chiều ra là cũng bằng nhau này, thấy không? Đó. Đo vôn theo chiều ra là bằng nhau. Rồi, giờ mình sẽ vô chức năng chính của cái này luôn, là chúng ta đo ampere. Ampere thử coi nó có khác gì không. Đây là chức năng chính của cái ampere kìm, là dùng để đo ampere. Thì mình sẽ chỉnh qua cái thang 20 ampere cho đồng hồ này. Chỉnh qua cái thang 20 ampere xoay chiều cho đồng hồ này. Sẽ tiến hành bật cái quạt lên là mình đo ampere của cái quạt này có đang bao nhiêu ha. Mình sẽ kẹp vô cho mọi người coi nha. Đó, kẹp vô 1 giây nha. Bật quạt lên. Đây. Cái quạt năng là 0.1 ampere. 0.1 ampere nha, nghĩa là khoảng 10 ampere. Ủa, 0.1 ampere là khoảng 100 miliampere nha, nhầm. 0.1 ampere là khoảng 100 miliampere. Rồi mình sẽ thử bằng cái ampere kìm này. Cái TD này coi nó ra nhiêu. Đây, ra cũng tương tự, nó ra 0.14. Rồi, ta thấy sự khác biệt giữa hai cái. Đây, một cái nó ra tắt này. Một cái nó ra là 0.1. Một cái ra là 0.13. Là nó trên lệch cũng khá là nhiều rồi nha. So với cái được cái so với kết quả ta đo được á, là nó chênh lệch khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì 0.03 ampe là tương đương khoảng 30% của 0.1 ampe rồi. Đó, vậy nếu ta tính ra kết quả về công suất á, thì nó sẽ sai lệch một xíu đó. Thì theo mình là mình tin cái mắt tiền hơn. 0.13 đúng hơn so với 0.1 ha. Mà cũng vậy là khi đo ampe đã có sự sai lệch. Vì vậy thì mình nghĩ là mình sẽ tin tưởng cái loại mắc tiền hơn là cái loại TD này. Cái loại L này thì nó rẻ hơn, mình nghĩ là mình không tin tưởng bằng. Nói chung là trong cái khoảng sai số đó, nếu ở giá trị nhỏ thì cũng không cũng tạm tạm được ha. Cũng tạm tạm chấp nhận được. Rồi, video này đây kết thúc á. Bạn nào thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh của mình. Rồi, xin chào mọi người.